Xin chào các quý vị, các anh chị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ mà cái vấn đề này là các bạn anh chị đã bật kiếm tiền rồi và chưa bật kiếm tiền. Thì ví dụ như các bạn bị vàng tiền thì xử lý như thế nào? Còn những các bạn mà mình đưa video lên rồi nhưng mà nó có cái lượt view và dài xem nhiều thì các bạn sẽ xử lý như thế nào trên cái video của mình mà cảm thấy mình chưa hài lòng một cái đoạn nào đó, mình muốn cắt đi nhưng mà mình để mà vẫn không bị mất lượt view, không mất mất giờ thì video của mình cắt lên trên YouTube luôn các bạn, trên kênh Tổng Quang luôn. Thì những cái anh chị biết rồi thì không nói rồi, còn nhiều bạn như mình đây cũng mới, mình cũng mới biết cái thôi nên mình chia sẻ đó chia cho các bạn, các anh chị để mình cùng nhau và mình làm YouTube với nhau. Làm YouTube cũng vui lắm các bạn, cũng chia sẻ thêm các bạn nào. Tối mình quay ở cửa hàng điện máy Trung Hiếu ở khu vực của mình ở các bạn. Nè cho mình hai cái ấu này ha. Ấu đây. Ở các bạn thấy không đó. Ấu nè. Ở Trung Hiếu á. Cho mình hai cái ấu đoạn mạc các bạn. Này làm YouTube cũng vui. Bây giờ mình sẽ đi vào vấn đề, nhiều khi các bạn anh đi quay phim mà mình thấy nhớ mình nó đài quá các bạn. Đài quá thì mình có thể mình đưa lên YouTube luôn mà mình chưa có rà soát lại, mình chưa cắt bỏ. Khi mình đưa lên thì mình chưa có hài lòng cái đoạn nào đó. Đó quẹt cái đó nó bị một cái vấn đề là khi các bạn đưa lên á thì vài ngày sau nó vừa vòn tiền chứ nó không có vòn tiền liền đó. Má đưa lên là vẫn xanh tiền nhưng mà vài ngày sau nó vòn tiền thì lúc đó mình sẽ xử lý đó, mình không có xóa video nghe các bạn. Mình sẽ thay đổi hình thumbnail và thay đổi tiêu đề và đoạn nào ở trong video có những cái gì mà nó cộng đồng hoặc là có cái nội dung mà ta bị tục tiểu hay là có cái sự gây tranh cãi gì trong đó thì chúng ta không có nên đưa xuống. Nếu chúng ta đưa xuống thì chúng ta mất cái lượt view được giờ thì các bạn mình sửa trên đó luôn, mình sửa trên kênh Tổng Quang này luôn. Thứ nhất là các bạn vô kênh Tổng Quang đó thì mình đã làm trên kênh này, mình đã bật kiếm tiền rồi, mình cũng bị vòn tiền rất nhiều, mình đã chỉnh sửa như vậy. Hôm nay mình muốn là chia sẻ hướng dẫn cho các bạn đây. Đây mình vô cái kênh của mình đây, bây giờ mình sẽ sửa một cái video nào đó trên cái kênh khó. Đây mình quay cái kênh khó của mình, Mưa Lạnh Vlog của mình. Đó, thì bây giờ các bạn vô, hồi nãy mình đã vô rồi, vô cái kênh Tổng Quang của mình. Xong rồi mình vô cái phần là quản lý video các bạn. Đó, em vô cái phần quản lý video này các bạn ơi. Xong rồi cho mình bấm vô cái chữ là chỉnh sửa. Đó các bạn, mình vô chỉnh sửa video ngay các bạn. Rồi thì bây giờ khi các bạn vô chỉnh sửa video rồi, các bạn thấy có một cái dòng ở trên là tính năng. Đó có tính năng nâng cao, các bạn bấm vô có tính năng nâng cao đây ha. Rồi nó sẽ ra, rồi các bạn ngoài các bạn sửa tiêu đề, sửa là thành thumbnail đó, rồi sửa là phần mô tả thì các bạn chờ đó, chờ là cả 1-2 ngày nếu mà nó bật lại là xanh tiền này thôi, mà nếu mà nó còn vòn tiền thì các bạn cắt những cái đoạn nào trong cái video mà các bạn cảm thấy nghi ngờ đó, ra sự tranh cãi về cộng đồng. Thì bây giờ chúng ta vô cắt đây. Ví dụ chúng ta là hồi nãy vô tính năng nâng cao và có để chữ cái mũi kéo này các bạn thấy không? Mũi kéo này nè, cái kéo này các bạn bấm chỉnh sửa ha. Rồi. Chỉnh sửa ví dụ như các bạn muốn cắt một cái đoạn nào đó, thấy không? Đó, thì các bạn là như ở đây này có cái thanh kéo, như tùy theo máy, có thanh kéo có đoạn nào cái video nó dừng. Đó. Ở đây mình mà xin chào quý vị, các anh chị, nó chạy các bạn, nó chạy cái đoạn nào muốn cắt thì mình cắt, hoặc là mình kéo cái thanh nó chạy, kéo cái thanh này
tới đoạn cái phút dài nào các bạn cắt đó. À sorry anh. À rồi chào chú, còn ví dụ bây giờ cái đây các bạn muốn cắt thì có thể bấm qua đây, bạn bấm nó chạy tới đây phải không? Tới cái đoạn phút này đi, bạn muốn cắt đoạn giữa đi, bạn bấm tới đó, sang cho bạn bấm cái chữ tách nha, đó là nó nằm cho đó một cái, rồi các bạn muốn tới đoạn nào nữa là các bạn bấm tiếp tục, một cái nữa nó chạy tới đây, một cái nữa các bạn bấm chữ tách tiếp tục, phải không? Rồi xong rồi cho bạn bấm là nó có dấu nhăn ở đây nè, dấu nhăn chỗ đây. Đó, bạn tới chỗ nồi bạn tách, bấm chữ tách nha, gần chữ là xóa nè nha, bạn bấm chữ tách nha. Đó, đó gần chữ xóa có chữ tách, rồi bạn bấm dấu nhăn, ví dụ cho bấm dấu nhăn ở đây. Đó, dấu nhăn này nó làm mờ khu vực các bạn thấy không, mờ khu vực là mình muốn cắt thấy không. Đó, cái đây nhiều khi các bạn muốn kéo tới kéo luôn cũng được, cái giờ bạn thì thích, các bạn thích cái đoạn phút nào mà không mình cứ bấm vậy thì nhanh. Rồi các bạn đã cắt rồi thì các bạn bấm hoàn tất. Bấm chữ hoàn tất nè. Đó nha, đó nha, hoàn tất. Xong rồi các bạn bấm qua chữ đây là nó có chữ lưu ở đây. Các anh chị, đây là bấm chữ lưu. 78. Đó. Xong rồi đó là 78 có thể là. Rồi xong rồi nó quá trình này có thể mất chút thời gian. Trong khi xử lý có chỉnh sửa, người dùng sẽ tiếp tục xem phiên bản hiện tại của video, các bạn bấm lưu. Rồi. Là nó đã là xong các bạn, xong rồi các bạn là thoát ra ngoài đó, bạn thoát ra ngoài cái chỗ quản lý video nãy, giờ mình bấm thoát ra ngoài các bạn, thoát ra khi mình bấm rồi thì các bạn thoát ra ngoài, các bạn chờ cả là 1-2 tiếng gì đó thì ở đây trên cái video này nó sẽ hiện lên là video đang chỉnh sửa đó, chỗ này này các bạn để đang chỉnh sửa nghe đó, trên cái chỗ là kênh tổng quan của mình, trên cái chỗ quản lý video này nó để là đang chỉnh sửa đó. Đó có thể là mình bấm dừng ở đây để khi mà nó hiện lên đang chỉnh sửa mình sẽ quay cái đó tiếp tục cho các bạn. Thưa các bạn, trong thời gian mình tạm dừng á, các bạn mình đi lòm xe thì do thời gian lao quá thì nó bị két các bạn. Đó, nên bị két thì nó đã két, nó đã chỉnh sửa xong hết rồi các bạn. Mình không có đưa cái chỗ mà chỉnh sửa trong video nó để đây. Giờ đang chỉnh sửa các bạn thì trên đó thì nó qua mất rồi. Thì bây giờ nếu mà giờ xong rồi các bạn ơi, bây giờ thì mình khi mình két rồi những cái đoạn các bạn két xong rồi một đoạn nào đó. Đó mà cảm thấy mà khi mà nó giải quyết xong rồi đó mà chúng ta sẽ là vẫn còn tiền trong 1-2 ngày nữa, một trong một ngày nữa thì các bạn tiếp tục các cái đoạn nào đó nữa, các bạn các không sâu cứ một video đó nhưng mà nó thấy bị lỗi vì vòng tiền vậy các bạn không ưng ý đó. Nếu như các bạn không ưng ý cái đoạn đó các bạn các tiếp đó. YouTube cho bạn chỉnh sửa trên đó, trên kênh tổng quan đó, cái video đó vẫn đoan chạy đoan phát cho ở ngoài trong YouTube. À, khán giả vẫn đang coi, vẫn đang cắt, vẫn bình thường. À, bạn cắt mấy lần cũng được hết, miễn sao mà bị cắt những cái đoạn mình không thích và những cho nó là sanh tiền lại thôi. À, đó khi mà các bạn ơi, đây ví dụ nha, khi mà các bạn đó mấy cái đoạn cái đây là video nãy mình cắt này các bạn ơi, nha. Đó. Ở mình vô khi mà nó két mà 1-2 ngày đó là nó sẽ sanh tiền ở đây đó, còn hoàn tiền thì mình sẽ két tiếp đó. Đây là mình vô kênh tổng quan để mình biết đó, là mình mấy người đăng ký đó, và số tiền mình ở đây đó. Các bạn là mình ví dụ như đấy, đây là bữa mình cũng hướng dẫn rồi, mình hướng dẫn thêm ở đây ví dụ như các bạn là thay đổi hình thumbnail rồi đó, thay đổi hình thumbnail thì các bạn bấm vô đây, bấm vô cái viết này là thay đổi hình thumbnail nè đó, ví dụ như hình thumbnail đây hồi nãy là cái xe cúp đây thì các bạn muốn lấy cái đoạn này thì các bạn bấm vô đây đó, các bạn bấm bạn muốn lấy cái video này thì bấm vô đây rồi bấm chọn, các bạn bấm chọn nè đó thì nó rồi các bạn bấm lưu thì nó sẽ vô cái xe này, cái xe chỗ cái yên còn nãy là chỗ video của tay lái bị đông
Đó, các bạn thấy không, nó vô chỗ cái này thấy không, chỗ cái yên xe đó không, đó cái bình xăng đó, thì các bạn đậu như thế. À, với những cái video nào mà các bạn là khi mà hoàn tiền các bạn chỉnh hoài mà không được thì các bạn sẽ là vào chế độ riêng tư đó, các bạn vào chế độ riêng tư bên cái là chỗ mình đưa lên video đó, các bạn sẽ đưa vô riêng tư rồi các bạn từ từ mình xóa cũng được các bạn đó, từ từ mình xóa cũng được, nếu như mình chỉnh sửa không được các bạn thì từ từ mình xóa thôi. Thì chứ các bạn là đừng nên khi mà nó vòn tiền rồi đó, các bạn cũng đừng nên xóa liền, mà các bạn cứ là để riêng tư rồi từ từ đó, từ từ rồi từ từ mình đưa những video khác nó sanh tiền bình thường, rồi xong rồi chúng ta khi mà để riêng tư các bạn để đó rồi cũng được, các bạn để riêng tư đó, hoặc là các bạn là muốn phát cái video đó, nếu nếu như cái video đó mà các bạn thấy mà giúp ích được cho được một số người nào đó trong những cái video mà các bạn đưa lên mà bị hoàn tiền đó, thì các bạn cứ để, nhiều khi ta coi những cái video cần thiết ở trên cái video đó tuy nó hoàn tiền nó không thích hợp với nhà quảng cáo ở, nhưng mình như kênh của mình đây mà những cái quân mình là hướng dẫn về cái vấn đề là mấy mấy cái mà xài á, xài cái ok các bạn đó, thì mấy cái đó bị vòn tiền, nhưng mà mình vẫn là để, tại vì cái đó nó giúp đó, ít được cho nhiều người khi mà ta coi á, là rồi ta coi cái đó rồi ta sẽ click vô coi những cái video khác của mình có những cái video như thế nữa không, hoặc là ta thấy mình chia sẻ thật lòng thì người ta sẽ đó, thì đăng ký giùm cho mình đó, nên các bạn không nên xóa những cái video mà có thể có ích đó. Rồi thì mình chia sẻ tới đây thôi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, có các bạn thấy hay thì hãy đăng ký và chia sẻ ủng hộ mình cho mọi người cùng biết, cảm ơn các bạn rất nhiều.